Rồi, xin chào tất cả mọi người. Đó thì hôm nay mình sẽ tiếp tục mình phun thuốc kích cái mùa xà Đài Loan này của mình mọi người. Đó thì hôm nay mình sẽ kích cái cử hai. Thì hôm nay là ngày 27 tháng 7 mà lịch nha mọi người. Đó thì mình lên thuốc cử đầu tiên là ngày 20. Đó thì hôm nay là ngày 27 thì mình sẽ tiến hành mình lên thuốc kích cử hai mọi người. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem một số cái hiện trạng của xài mình nó như thế nào nha mọi người. Đó thì cũng có một số nó sáng đầu rồi mọi người, một số nó sáng đầu, còn một số thì nó vẫn nằm im nha mọi người. Số đã sáng, một số nằm im. Rồi thì mình sẽ quay một số cái hiện trạng đầu cho mọi người xem mọi người. Số nằm im mọi người. Thì cũng có một số ít nó sáng đầu rồi. Đây, một số cũng đã lú rồi luôn mọi người. Đấy. Cái này thì ít nha mọi người, cái này thì nó không nhiều. Lú vậy thì nó không nhiều mọi người. Thì một tuần rồi đó mọi người, một tuần sau khi mình lên thuốc kích cử đầu tiên. Thì nó như vậy nha mọi người. Thì với cái dòng thuốc mình đó thì mình sẽ xịt lặp lại là khoảng một tuần nha mọi người. Mình xịt một tuần, mình sẽ xịt lặp lại cử thứ hai. Thì á mình phun lặp lại với cái khoảng thời gian là bao nhiêu á thì phụ thuộc vào mình sử dụng loại thuốc nào nha mọi người. Thì với cái dòng thuốc tròn bên mình thì mình sẽ sử dụng là một tuần là mình sẽ phun lặp lại mọi người. Còn với một số dòng thuốc khác thì có thể là nó sẽ lâu hơn là khoảng 10 ngày. Đấy. 10 ngày hay là một tuần hay là 12 ngày vậy đó, thì nó phụ thuộc vào cái tốc độ phát triển nha mọi người. Nó phụ thuộc vào tốc độ phát triển của cái xài trên vườn. Thì với cái vườn này thì mình thấy là nó sáng đầu là nhiều mọi người. Quay sẽ khó thấy quá. Sáng đầu là nhiều, nó bị chảy mũ mọi người. Hay là nó là xài của mình nó bị chảy mũ đầu á. Thấy sáng sáng nè. Quay nó bị ngược nắng nên hơi sẽ khó thấy nha mọi người. Thì hôm nay là xịt cử thứ hai nha mọi người, vẫn là cái thuốc trộn mình thôi. Thì mình chia sẻ đây là mình chia sẻ thực tế nha mọi người. Mình làm sao thì mình sẽ chia sẻ đến tất cả mọi người như vậy. Chảy mũ mọi người. Có một số lú rồi mọi người. Mọi người theo mọi người thì cái này nó sẽ là hoa hay là lọc. Mọi người hãy comment phía dưới cho mình biết nha. Thì cũng đang rất là hồi hộp mọi người. Thì chúng ta làm xài mọi người, thì khi lên thuốc kích á thì nó có cảm giác là chúng ta hồi hộp, nó cũng hay. Mọi người đó, thì theo mọi người thì cái này là bông hay lọc mọi người. Đấy. Đây. Không biết là bông hay lọc như thế nào. Với cái dòng thuốc mình đó thì sau khoảng một tuần lên thuốc thì mình thấy là nó cho cái kết quả cũng rất là nhanh mọi người. Thì kết quả nhanh thì cũng hơi lo, nhưng mà mình cảm thấy là cái thuốc nó đã có tác dụng rồi mọi người. Rồi thì cái hiện trạng xài như thế này mọi người. Còn rồi mình sẽ chia sẻ cái liều mình kết ngày hôm nay nha mọi người. Đó, thì đây thì với cái cử cử hai này thì mình vẫn xài duy nhất cái một loại, đó là thuốc trộn bên mình thôi mọi người. Ở đây gọi là thuốc trộn thôi. Giờ mình sẽ pha tế lên cho mọi người cùng theo dõi nha. Cái này một gói này là một ký mọi người, ký. Nước thì mình bơm sẵn rồi. Thì đợt này là mình xịt cử hai là mình xịt 1,5 kg mọi người. Xịt 1,5 kg. Ký này. Thêm nửa ký nữa. Rồi, vậy là xong nha mọi người. Vậy cái việc là bơm nước lên, chỗ này lên phi lên, rồi mình tiến hành mình phun thôi, không cộng thêm cái gì nữa mọi người. Thì mỗi khi mình hay cộng thêm HQ nữa. Nhưng cửa này thì mình thấy là nó ổn rồi thì mình không cộng HQ luôn. Vậy là xong rồi đó. Thì bơm nước lên là sạch hơn mọi người. Xài bên đây. Thì cũng có nhiều nhà vườn cũng rất là tinh ý mọi người, nói là cái vườn của mình là phía tàn, đúng mọi người. Thì cái vườn này thì mình tỉa rồi mình tỉa hơi nặng tay mọi người. Cái vườn này thì mình tỉa nặng tay mà chỉ lấy một cây đọt rồi mình xử lý bông luôn đó, cho nên là cái vườn này thì nó hơi bị thiếu tàn mọi người đó, thiếu tàn thiếu nhánh đó, nhưng mà mình quyết định mình làm bông luôn đó. Đây thì cái sáng đầu rất là nhiều mọi người, như này cũng sáng đầu rồi. Thì trên điện thoại có thể là bữa nay cái điện thoại mình nó lét sao kém quá đó. Ở ngoài thì mình thấy cái sáng đầu rất là rõ mọi người đó, còn trong điện thoại thì nó hơi mờ, mình khó nhìn thấy. Sáng rồi thì cái quá trình nó tiến triển như thế nào thì mọi người hãy cùng mình theo dõi mọi người. Thì khoảng vài hôm nữa thôi thì nó sẽ phát triển lên và nó là lọc hay là bông như thế nào đó, thì mọi người hãy cùng mình theo dõi nha, để coi quá trình mình xử lý hoa trong vườn xoài này là nó như thế nào mọi người. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi đến giờ phút này. Nếu thấy video của mình hay, hãy cho mình một like, nhấn vào nút đăng ký kênh để xem những video tiếp theo. Rồi, xin chào và hẹn mọi người những video tiếp theo.